dòng xe thể thao đa dụng hay còn gọi tắt là SUV. Với thiết kế cơ bắp, nội thất rộng rãi với khả năng vượt nhiều địa hình nhờ gầm cao, động cơ mạnh mẽ, luôn có chỗ đứng trong thị trường xe ô tô trên toàn thế giới. Trong số đó, những mẫu SUV bọc thép đặc biệt được các chính trị gia, tỷ phú và quân đội nhiều quốc gia quan tâm. Xin trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và các bạn 10 mẫu xe chống đạn đáng chú ý. 1. Conquest 915. Được làm thủ công tại nhà máy của hãng ở Canada, chiếc xe chống đạn Conquest 915 được coi là pháo đài bất khả xâm phạm khi di chuyển trên đường. Conquest 915 có cân nặng lên tới 8,8 tấn, chiều dài 5,5 mét. Trái tim của Conquest 915 là khối động cơ diesel V8 tăng áp dung tích 6,7 lít, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực và mô men xoắn cực đại 894 Nm. Chiếc SUV này còn có thể dùng động cơ xăng V10 dung tích 6,8 lít với công suất tối đa 326 mã lực và mô men xoắn cực đại 557 Nm. Lốp xe được chế tạo có thể chịu được sự tấn công của tên lửa RPG. Xung quanh xe được gắn một loạt camera vệ tinh theo dõi. Conquest 915 có thể được trang bị kính chống đạn trong suốt hoặc mờ đục. 2. Carbon King. Lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu tàng hình, 1.800 nhà thiết kế và kỹ sư của công ty International Automotive Technologies phải mất tới hơn 30.000 giờ để hoàn thành một chiếc Carbon King. Chiếc siêu xe này có phần thân được cấu thành từ các đường cắt góc cạnh tương tự viên kim cương. Ở phiên bản cao nhất, thân xe có khả năng chống đạn. Vật liệu thân xe là loại có thể hoạt động trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất từ âm 40 độ tới 90 độ C. Cung cấp sức mạnh cho siêu SUV này là khối động cơ 6.8 lít V10 nạp khí tự nhiên được lấy từ Ford F-550 Super Duty. Động cơ này có thể sản sinh công suất 400 mã lực và mô men xoắn 620 Nm. Cùng với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 6 cấp, Carbon King có thể đạt tốc độ tối đa 140 km/h dù mang kích thước khổng lồ. 3. Range Rover Sentinel. Range Rover Sentinel 2019 sở hữu động cơ siêu nạp V8 5.0 lít cho công suất 375 mã lực. Xe đạt tốc độ tối đa 193 km/h, không tồi đối với một chiếc xe bọc thép nặng nề. Mỗi bộ phận trên Sentinel tối thiểu có thể chống chịu được các vụ tập kích bằng súng trường hoặc mìn tự chế IED. Sentinel 2019 đạt chuẩn chống đạn cấp độ VR8, cấp cao nhất hiện nay với một chiếc SUV. Do đó, từ mui đến gầm của chiếc SUV này đều có thể chịu được đạn súng trường 7,62 x 39 ly của các loại AK, 15kg thuốc nổ TNT, lựu đạn DM51 và các loại vũ khí khác có sức công phá tương đương. Sentinel có thể vượt qua các vùng nước sâu hoặc địa hình hiểm trở một cách dễ dàng. Các tấm kính trên Sentinel đều là loại kính chống đạn đa lớp. Đáng chú ý, kính xe chỉ có thể hạ xuống 150mm để trao đổi với bên ngoài khi cần. Bộ vành xe đặc biệt đi kèm bộ lốp Run Flat cho phép xe chạy được quãng đường hơn 50km ở tốc độ đến 80km/h khi các lốp bị bắn thủng. 4. Paramount Marauder. Đây là dòng xe SUV bọc thép phục vụ cho quân đội, được giới thiệu lần đầu năm 2007 tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới ở Dubai. Ra đời nhằm mục đích trinh sát và gìn giữ hòa bình, xe có cả phiên bản 4x4 và 6x6. Tốc độ 100-120 km/h, khoảng cách mỗi lần di chuyển tối đa 700 km. Cấu trúc thân xe liền khung monocoque hai lớp giúp chiếc SUV chống đạn theo tiêu chuẩn Standard 4569 cấp độ 3 của NATO. Kết cấu vững chắc giúp xe có thể lắp đặt hệ thống vũ khí như súng máy, pháo, bệ phóng tên lửa cũng như các hệ thống giám sát điều khiển. Trọng lượng của xe ở mức 9.900 kg, nếu thêm hệ thống vũ khí chiến đấu sẽ lên tới 15.000 kg. Marauder dùng hai loại động cơ diesel. Loại thứ nhất có sức mạnh 300 mã lực, mô men xoắn cực đại 1.100 Nm. Loại thứ hai sức mạnh 240 mã lực, mô men xoắn cực đại 925 Nm. 5. Rezvani Tank. Phiên bản Tank Military Edition được ví như một chiến hạm với hệ thống camera nhiệt nhìn đêm, kính chống đạn, cửa chống cháy nổ, bình xăng tự hàn, lốp Run Flat tiêu chuẩn quân đội, chống nổ, lưới tản nhiệt bọc thép. Xe còn có tay nắm cửa tích điện, đèn nháy như xe cảnh sát, coi hụ, mặt nạ chống độc. Khách hàng sở hữu phiên bản này có thể tùy chọn sở hữu chức năng chống vũ khí xung điện tử. Rezvani Tank bản tiêu chuẩn lắp động cơ 3,6 lít V6 công suất 285 mã lực,
Tuy nhiên, khách hàng còn có thể chọn động cơ mạnh mẽ hơn, loại 6.4 V8 công suất 500 mã lực hoặc động cơ diesel 3 lít công suất 285 mã lực. 6. Teradai Gukka RPV Civilian Edition. Dù là phiên bản dân sự, Gukka RPV Civilian Edition vẫn được bọc thép chống đạn tiêu chuẩn CEN B7 Standard 2 và vượt qua nhiều điều kiện địa hình khó. Gukka RPV được trang bị động cơ turbo diesel V8 6.7 lít công suất 300 mã lực và mô men xoắn cực đại 895 Nm, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4x4 với khóa vi sai chống trượt. Mẫu xe dân sự đặc biệt này được Teradai sản xuất số lượng giới hạn. 7. Toyota Devonro. Toyota Devonro là mẫu xe được độ từ nguyên mẫu Toyota Tundra Crew Max Platinum, trang bị động cơ V8 5.7 lít, phát triển công suất 530 mã lực. Devonro rất coi trọng việc phòng thủ vũ trang, chiếc xe có khả năng chống đạn đến cấp B6. Trong trường hợp bị tấn công từ mọi phía thì vẫn có thể đảm bảo an toàn cho người ngồi trong xe. Sàn xe được làm từ những vật liệu chống phân mảnh, có thể bảo vệ xe khỏi cuộc tấn công bằng lựu đạn. Thành phần của xe được làm từ nhiều hợp kim siêu nhẹ được liên kết trực tiếp với khung xe. Khi một chiếc lốp xe Devonro bị thủng, nó vẫn có thể tiếp tục di chuyển thêm 50 đến 100 km nữa. 8. Rhino GX. Rhino GX được trang bị động cơ diesel tăng áp Powerstroke V8 6.8 lít kết hợp với hộp số tự động 5 cấp, sản sinh công suất 362 mã lực và hệ thống dẫn động 4 bánh. Các kỹ thuật viên đã cải tiến hàng loạt bộ phận như hệ thống treo thủy lực, giảm sóc Bernstein, vành xe 20 inch, toàn bộ thân xe được bọc thép 2 lớp, càn va trước sau bằng vật liệu composite, khung chống lật, bậc lên xuống làm bằng thép không gỉ để bảo đảm sự an toàn mọi lúc. 9. Texas Armoring Mercedes-Benz G63 AMG 6x6. Đây là mẫu xe Mercedes-Benz sản xuất giới hạn chỉ có 100 chiếc trên toàn cầu và nhằm đến thị trường mục tiêu là Trung Đông. Vì thế, mẫu xe 6 bánh đến từ Đức nặng tới 3.775 kg và đi kèm bộ la răng có đường kính 94 cm, được thiết kế đặc biệt để phù hợp với các sa mạc tại Trung Đông. Trên phiên bản 6x6 này, hãng sử dụng động cơ V8 dung tích 5.5 lít mới cho công suất tối đa 544 mã lực và mô men xoắn cực đại 760 Nm cùng hộp số tự động 7 cấp và khóa vi sai mới. Xe còn có góc tiếp cận và góc thoát ấn tượng cùng hệ thống kiểm soát áp suất lốp. Hệ thống có khả năng bơm đầy hơi cho lốp trong thời gian chỉ 20 giây. Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 có thể chống được đạn từ súng AK-47 hay M16, an toàn băng qua các vùng xảy ra bạo loạn. 10. Inkscape Huron. Inkscape Huron là mẫu xe bọc thép chuyên dụng dành cho xe cảnh sát hoặc quân đội, trang bị động cơ 8,3 lít Packard và hộp số sàn 10 cấp. Điểm đặc trưng của xe là sự tiện dụng cao và trọng lượng nhẹ nhằm tăng khả năng linh hoạt và tốc độ. Thiết kế chống đạn nhằm tối đa hóa khả năng bảo vệ hành khách và cho phép chiếc xe này chống lại các vụ tấn công trong khi vẫn duy trì đầy đủ hiệu suất. Chu vi bọc của khoang hành khách và khoang động cơ Huron được thiết kế để cung cấp bảo vệ chống lại đạn cỡ 7.62x51SC, 7.62x51M80 của NATO. Thân xe được trang bị hệ thống bảo vệ các sự cố liên quan đến nổ, ảnh hưởng từ bên ngoài, tương đương tránh đạn, tránh vật dụng bắn ra từ vụ nổ của lựu đạn hay mìn.